Đây nhá, này cái song mà hôm qua thì anh có hỏi em đây nhá. Đấy thì bây giờ em sẽ test lại cho anh xem này. Đấy mở khóa tay nhớ mở đây nhá, ấn cái này xuống này. Đấy, ấn cái này xuống sau nó đẩy tay. Em thao tác một tay nó hơi khó. Đây, nói chung mình ấn này xuống này. Sau nó đẩy cái này. Đấy, hai tay thì nó dễ hơn. Đấy. Đây, em cho nước sẵn rồi nhá, thì bây giờ em sẽ đun thử cho anh xem. Cái này thì anh nhớ là cái đây này, cái tròn này này. Đấy, cái tròn này với cả cái tròn này nhá. Hai cái tròn tròn đây, tròn ở tay này với tròn ở đây nó phải khớp với nhau nhá. Đấy, đặt vào rồi thì mình kéo lại là xong. Đấy. Ok, cái này nó lẻ lên là nó báo chốt rồi. Đấy, đun gì đây. Đấy, để em sẽ đun nhá. Cái này nó là phao tự động anh nhá. Phao tự động thì khi nào cái phao này nó mà nổi lên cao hết mức rồi thì anh sẽ cho nhỏ bếp đi, giảm bếp đi để cho nó áp nó vừa đủ, và khi anh đun anh nhớ là khóa áp lại nhá. Ở đây nó sẽ có xả này. Đấy, xả nhỏ và xả to thì đây mình sẽ khóa lại. Đó, đưa về cái đằng này là khóa nhá. Đấy. Đấy, và đây nó là cái khóa an toàn nhá. Đây là cái khóa an toàn này. Cái khóa này thì khi nào mà áp nó có áp rồi thì cái này nó sẽ bật chốt lên, nó sẽ xì xì một tí, sau đó khi áp cao rồi thì nó sẽ đóng cái chốt ở đây để nó khóa cái chốt ở đây lại nhá, nó khóa cái chốt đây này, đấy, để cho nó không bật được cái này ra. Đấy. Thì đuôi cái phao này nó sẽ nổi lên này. Đấy. Cái phao này khi chốt này đóng van, phao này cái van tự động nó sẽ nổi lên. Đấy. Và khi áp cao quá nhá, áp ví dụ là con này nó chịu tầm khoảng 3-4 cân đúng không ạ, ví dụ như là em cứ cho là khoảng 4 cân đi, 3 cân đi, được chưa ạ? Nó khoảng 3 cân áp rồi thì là cái phao nó sẽ nổi hết lực lên. Và bắt đầu là ví dụ hơi lên khoảng 3 cân 1, 3 cân 2 thì bắt đầu cái này nó sẽ làm việc này, nó sẽ xì. Nó sẽ xì để trong xo này lúc nào cũng đảm bảo là 3 cân áp, không được vượt quá 3 cân áp. Đấy. Cái cách làm việc của nó là như vậy. Đấy, bắt đầu anh nhìn này, hơi nó xì ra này. Đấy, khi nào mà hơi nó đủ khỏe đấy, đóng chốt nhá. Chốt bao giờ đóng này. Phao bắt đầu nó sẽ dần dần nó sẽ dâng lên này. Khi nào mà phao nó dâng lên tầm khoảng là cao hết tầm của nó rồi, hai vạch rồi thì bắt đầu là cái này nó sẽ xả, bởi vì lúc này là hơi nó đang quá áp, nó đang quá tầm khoảng 3 cân, trên 3 cân, 3 cân 1, 3 cân 2 hoặc 3 cân rưỡi thì bắt đầu cái này nó làm việc. Này, anh thấy không ạ? Bắt đầu nó sẽ nhấc lên này. Đấy. Phao bắt đầu nhấc này. Rồi, phao nhấc rồi thì anh sẽ phải cho nhỏ lửa đi nhá. Đấy. Cho nhỏ lửa này. Đấy, thấy không? Bắt đầu là phao nó lên tới lực vạch trắng thứ hai thì bắt đầu cái này nó sẽ xả này. Đấy, bởi vì là trong áp trong này nó chỉ khoảng lưu lượng nó chỉ khoảng 3 cân, 3 cân đến 3 cân rưỡi 4 cân thôi, đúng không ạ? Thì khi vượt ngưỡng 3 cân rưỡi 4 cân, ví dụ là lên tầm em cứ cho là tầm khoảng lên khoảng gọi là ví dụ áp của nó chịu được khoảng 4 cân thì nó lên tầm khoảng 4 cân 2, 4 cân 3, 4 cân rưỡi thì bắt đầu hơi xì xì. Anh càng đun to thì áp nó càng cao, nó lên khoảng 5 cân thì nó càng xì khỏe. Đấy. Để nó trong này nó lưu mức áp của nó chỉ đạt khoảng là lúc nào luôn giữ tầm khoảng 3 cân đây. Đấy, nó chỉ khoảng như vậy thôi. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ tắt bếp này. Hoặc em sẽ cho nhỏ bếp nữa đi này. Đấy, em cho nhỏ 200 này, anh thấy không? Rồi từ từ nhá, nó sẽ giảm dần. Đó, nó sẽ xì nhẹ đi nhẹ đi nhẹ đi này. Đó. Ok chưa? Đấy. Thế nguyên lý làm việc của nó là như vậy. Bây giờ em sẽ tắt hẳn bếp nhá. Rồi, tắt hẳn bếp này. Em xì hơi cho anh xem này. Khi mình ăn nhá, mình bỏ ra mình ăn này, mình xì này. Ấn cho mày, nhớ ấn cho mày. Đây là mức xả nhẹ này. Đấy, còn xả mạnh này. Đó, ok chưa? Anh nhớ nhá, không được kiểu mà kiểu mà ấn nó kiểu nhấp nhả nhá. Phải giữ này. Ví dụ đang khóa này đúng không? Đang khóa này. Giữ này. Xoay này. Xoay này, xoay tới mức mình cần xả hết lực này, nhấc phát bỏ ra. Đấy, đấy là cái cách mở an toàn. Rồi. Đấy, thì con này em báo giá vậy nhá. Đấy thì anh xem ok thì alo cho em. Rồi, bắt đầu anh xả hết áp rồi đúng không ạ? Hết hơi rồi, cho hết hơi đi. Sau đó nhấn này.
Vẫn chưa hết này, hơi chưa hết thì nó sẽ chưa nhả được cái này nhá. Bây giờ hơi hết này. Chưa hết. Đấy. Bao giờ nó hết rồi thì cái này nó sẽ tụt chốt xuống thì mình mới ấn được cái này nhá. Đó, anh thấy không? Chốt bắt đầu tụt này. Chốt tụt rồi là mình ấn này. Đấy, ấn được rồi thì mình sẽ xoay ra. Ok nhá. Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vâng, xin chào anh và chào các bác nhá. À đấy, thì số điện thoại thì là Zalo thì em hôm qua anh mình nhắn tin rồi nhá. Thì anh xem con này ok rồi thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào anh.